Xin kính chào quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục chia sẻ mẫu nhà đẹp cùng kiến trúc Tân Á. Các bạn thân mến, hôm nay Tân Á sẽ giới thiệu tới các bạn mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho chị Trang có địa chỉ tại Vũng Liêm, Vĩnh Long. Hình ảnh mà các bạn đang nhìn thấy là hình ảnh 3D căn nhà của gia đình chị Trang. Căn nhà của gia đình chị Trang là căn biệt thự 2 tầng có phong cách tân cổ điển. Tông màu chủ đạo là màu trắng kết hợp với màu xanh của hệ mái Nhật, giúp cho công trình hiện đại, trẻ trung và năng động hơn. Cổng chính được chúng tôi bố trí là cổng nhôm đúc rất là bắt mắt và sang trọng. Hệ thống hàng rào thì chúng tôi thiết kế xen ở giữa là hệ song sắt, giúp cho ngôi nhà luôn được thông thoáng cũng như là đảm bảo an ninh. Di chuyển từ sân vào tiền sảnh, căn nhà của chị Trang được chúng tôi bố trí gồm có 5 bậc cấp, sử dụng đá phim xa đen cầu trắng, giúp ngôi nhà luôn được cao ráo, thông thoáng, cũng như là dễ vệ sinh và không bị bám bụi theo thời gian. Hai cột ở tiền sảnh thì là hai cột trụ tròn chạy dọc rất là bắt mắt và sang trọng. Ngoài ra, căn nhà của gia đình chị Trang thì chúng tôi bố trí hệ thống mái vòm ở một sảnh chính, giúp cho sảnh chính luôn được mềm mại, thanh thoát, cũng như là tạo cho công trình luôn được hài hòa và cân đối hơn. Nhìn từ góc độ nào thì công trình của chị Trang cũng rất là khang trang và bắt mắt. Khi nhìn từ bên trái sang, chúng tôi có bố trí thêm một sảnh phụ để giúp tất cả các thành viên trong gia đình chị có thể thuận tiện cho nhu cầu đi lại cũng như là sinh hoạt. Ngoài ra, căn nhà của chị Trang được chúng tôi bố trí ngoài khu vực ban công là lan can nhôm đúc kết hợp với lan can con tiện, giúp đảm bảo an toàn cho tất cả các thành viên trong gia đình. Hệ thống cửa chính cũng như là cửa sổ được chúng tôi bố trí là cửa hệ nhôm kính tối màu, giúp điều hòa không khí, hấp thu đủ ánh sáng của tự nhiên, cũng là nhôm kính thì có tuổi thọ cao và giá thành thi công là tương đối hợp lý. Tiếp theo xin mời các bạn hãy cùng tôi đi tìm hiểu kênh YouTube cũng như là website của nhà đẹp Tân Á các bạn nhé. Xin giới thiệu tới các bạn, đây là kênh YouTube của Kiến trúc Tân Á. Ở đây chúng tôi trưng bày rất nhiều mẫu nhà đẹp từ nhà phố, nhà vườn, nhà biệt thự, nhà cấp 4 để các bạn có sự lựa chọn phù hợp cho ngôi nhà trong tương lai của mình. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có những video quay lại quá trình thi công và thiết kế một ngôi nhà để các bạn có cái nhìn cụ thể hơn. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh cũng như là theo dõi và ấn thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà chúng tôi đã phát sóng các bạn nhé. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng làm việc trên một website mang tên miền nhadeptanha.vn. Chúng tôi trưng bày mẫu nhà đẹp từ nhà từ miền Trung ra tới miền Bắc và cho tới tận miền Nam. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy truy cập website nhadeptanha.vn cũng như là kênh YouTube nhà đẹp Tân Á các bạn nhé. Trước khi đến với mặt bằng kiến trúc căn nhà của gia đình chị Trang thì xin mời các bạn hãy cùng tôi chiêm ngưỡng mặt bằng 3D nội thất căn nhà của chị Trang các bạn nhé. Di chuyển vào là chúng tôi bố trí phòng khách rất là rộng lớn, một phòng ăn, một phòng bếp, cũng như ở dưới tầng 1 thì chúng tôi bố trí gồm có 2 phòng ngủ, trong đó có một phòng ngủ có vệ sinh khép kín cũng như là một nhà vệ sinh chung ở khu vực cuối nhà. Lên tới mặt bằng 3D nội thất tầng 2 thì được chúng tôi bố trí gồm có các công năng như sau: một phòng thờ, một phòng sinh hoạt chung gồm có 3 phòng ngủ, trong đó có 2 phòng ngủ có vệ sinh khép kín và một nhà vệ sinh chung ở khu vực cuối nhà, một ban công rất là rộng lớn để tất cả các thành viên trong gia đình có thể thư giãn và sinh hoạt. Trong quá trình thi công và thiết kế căn nhà của gia đình chị Trang thì đội ngũ kiến trúc Tân Á chúng tôi đã phác thảo nên mặt bằng phong thủy cho gia đình của chị cũng như là mặt bằng định vị khu đất của gia đình chị để các bạn có cái nhìn tổng quan rõ ràng hơn. Tiếp theo xin mời các bạn hãy cùng tôi đi tìm hiểu mặt bằng kiến trúc căn nhà của gia đình chị Trang các bạn nhé. Căn nhà của gia đình chị Trang thì tọa lạc trên diện tích đất là 9,4 x 20,0 m². Tầng 1 thì được chúng tôi bố trí một phòng khách với diện tích là 35,5 m², phòng ăn với diện tích là 22,8 m², một phòng bếp với diện tích là 30,6 m². Ở tầng 1 thì được chúng tôi bố trí gồm có 2 phòng ngủ có diện tích gần được là 14,8 m², đi kèm vệ sinh khép kín là 5,5 m², phòng ngủ còn lại có diện tích là 15,6 m² và nhà vệ sinh chung ở khu vực cuối nhà với diện tích là 10 m². Di chuyển lên mặt bằng kiến trúc tầng 2 để chúng tôi bố trí gồm một phòng thờ với diện tích là 16,9 m², phòng sinh hoạt chung với diện tích là 22,8 m². Tầng 2 thì được chúng tôi bố trí gồm có 3 phòng ngủ có diện tích lần lượt là 21 m² đi kèm vệ sinh khép kín là 6,2 m². 2 phòng ngủ còn lại có diện tích là 14,8 m² đi kèm vệ sinh khép kín là 5,5 m² và phòng ngủ cuối cùng có diện tích là 15,6 m². Nhà vệ sinh chung ở khu vực cuối nhà với diện tích là 10 m². Xung quanh ngôi nhà thì chúng tôi bố trí rất nhiều hệ thống cửa sổ giúp cho ngôi nhà luôn được thông thoáng, đón gió và đón sáng được tốt hơn. Vừa rồi các bạn đã được tham khảo xong mẫu nhà mà nhà đẹp Tân Á đã thiết kế cho chị Trang có địa chỉ tại Vũng Liêm, Vĩnh Long. Hy vọng thông qua mẫu nhà vừa rồi các bạn sẽ có thêm một gợi ý cho ngôi nhà trong tương lai của mình. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy đừng ngần ngại nhấc máy lên và gọi hotline cho chúng tôi 0914 784 333 để được tư vấn và hỗ trợ. Và các bạn có thể để lại comment, số điện thoại bên dưới bình luận thì chúng tôi sẽ gọi điện và tư vấn trực tiếp cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng nhà đẹp Tân Á. Xin chào và hẹn gặp lại.